Rồi chào anh em nha, mình còn khoảng 100 bộ xử lý khí thải hàng zin đã xe kho Honda MD về nha anh em. Bộ xử lý khí thải nha, mấy xe mà xài đồ động ống hơi á đó. Đó thì đây mình cuối năm mà mình thanh lý nha anh em. Bình thường bán 250 bộ, cuối năm mình thanh lý bán chỉ 100.000 một bộ nha, ship anh em tự lo nha anh em. Đó, thanh lý cuối năm, máy này đúng hàng zin hết nha anh em, toàn bộ là hàng zin. À, sử dụng được cho tất cả các dòng xe mà có bộ xử lý khí thải như là Future rồi Taiga. Nói chung là những cái xe mà có bộ xử lý khí thải á, là mình lắp vô được bình thường. Cái này có nhiều người gọi là bộ trung hòa xử lý khí thải. À, tất cả là hàng zin, đã xe Honda MD về nguyên zin, không lỗi lầm, cực đẹp. Tất cả là len keng xe ben nè, còn xanh lè xe zin toàn bộ. Bình thường mình bán 250 cái, còn khoảng 100 cái mình thanh lý luôn, bán 100.000 cái thôi nha anh em, giá rẻ bèo. Anh em về gắn được mọi loại xe nha, bộ xử lý khí thải full, dây ấm đầy đủ hết. Bình thường anh em mà đi kiếm mua dây ấm này thì cũng không có, hay bán có 100.000 vậy full đủ, có bộ xử lý khí thải luôn, quá rẻ. Anh em càng alo mình nha.